Mến chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hiện tại thì mình đang có mặt tại Vĩnh Thuận, Kiên Giang. Cụ thể hơn, đây là một con lộ cao tốc từ Cần Thơ về Cà Mau các bạn. Hôm nay thì mình sẽ gửi đến tất cả mọi người và các bạn cùng xem với mình. Mấy anh em đang thi công một cái công trình đóng chống thấm nha các bạn. Thì nguyên lý hoạt động của những cái ống này như thế nào thì qua đây mình sẽ giải thích cho tất cả mọi người cùng tham khảo với mình nha. Thì đây là những cái chia sẻ của anh Hồ tài xế chia sẻ lại cho mình, thì có lẽ là hơi rắc rối và hơi rườm rà các bạn, nó cực kỳ là phức tạp so với mình chưa hiểu nha. Thì đây là một cái ống chống thấm, đây bên trong nó sẽ có một cái miếng nhựa rất là mỏng, nhưng mà nó sẽ có những cái gân gân như thế này, đây là ép xuống dưới, hiện tại là 16 mét mấy. Và cái ống này các bạn, khi mà được ép xuống dưới 16 mét thì cáp tóc ruột nó phải ép lại. Thì cho dù ép sát cái nào sát á, thì những cái gảnh này nè nó vẫn có thể lòn nước lên nha. Lý do tại sao mình nói là nước nó lại chảy lên mà không chảy xuống là như thế này. Sau khi mà ép những cái ống này xong thì sẽ để khoảng vài tháng để cho cái mặt đất nó khô. Rồi sau này nữa những cái đội thi công khác sẽ sử dụng một cái ống như thế này đây, tương tự như thế này, nhưng mà bề bản nó sẽ là 20. Này thì tầm mười mấy rồi các bạn, chưa tới 20 sẽ nối vô, mà nó không có nối theo xuôi nghe mà nối ngang, có nghĩa là con lộ như thế nào là cứ bắt ngang mà nối như vô đây nè, nó giống như là một cái chữ T vậy đó, sẽ nối ngang. Rồi bắt đầu lúc đó mới đổ cát và lên lộ, lên nhựa. Thì sau nhiều năm giống như là phương tiện chạy tới chạy lui nó lâu năm các bạn, thì cái mực lộ á nó sẽ lún xuống, thì cái lượng nước ở dưới lòng đất á nó sẽ trào lên, là nó dẫn theo cái ống này nè các bạn đó, nó sẽ trào lên và nó đi theo cái ống ngang, nó sẽ chạy ra ngoài đường lộ. Thì đó là những chia sẻ của ảnh về cái tác dụng của cái ống này ha. Và hiện tại mọi người đang xem á, là một cái chiếc xe cuốc, không, cái này hết gọi là xe cuốc các bạn, gọi là mình nói ra là cái máy đóng chống thấm đi, để mọi người khỏi thắc mắc hơn. Tại hiện tại bây giờ là không còn cái gạo xe cuốc nữa, mình không thể nói là cái xe cuốc được. Thì đó là một cái động cơ, một cái máy là Solar 450 ha. Bên trong là được đặt một cái động cơ là Mitsubishi 8DC11. Thì anh Hồ tài xế ảnh có chia sẻ là một ngày làm việc chạy với mức ga như vậy đó là tiêu thụ khoảng 13 lít dầu. Và cái cuộn mọi người đang thấy xay xay ha, là cuộn mới là 300 m. Và cái cần cẩu mà ảnh chế vô cái xe cuốc này là 28 m các bạn, 28 m, nhưng mà đóng sâu nhất là chỉ được 24 m nha. Nhưng mà miếng ống hiện tại đây thì chỉ có đóng 16 mét mấy, 17 mét thôi. Rồi cụ thể như thế nào mình sẽ lại gần tiếp cận quay cho mọi người xem dễ hiểu hơn nha. Lúc lúc kia các bạn, rồi nó truyền xuống với cái ống này lại. Ở dưới thì nó có một cái vỏ xe để mà kim lại. Cắt ra rồi bắt đầu mới chim vô lại.
của một cái ống này nè là 1m2 hả các bạn, thì nó cũng có thể là trên lời chút xíu chứ không phải là chính xác 1m2 không, tại vì xe di chuyển phải là mét móc máy này kia. Đây là một cái động cơ, ý lộn, một chiếc xe cuốc đến từ Hàn Quốc ha, thương hiệu là Solar 450 LC 3. Anh nói là này là khối tư rồi chứ không còn là không nữa. Thì để đi một vòng cho các bạn xem. Quá trời khủng luôn các bạn. Bên trên đó thì sẽ có một cái máy phát điện để dành hàng nha. Đây là cái bánh xe các bạn, con lăn ha. Cái cục này là đã có thể là ăn vô ăn ra luôn nha. Ở phía sau cũng như nãy giờ mình quan sát thấy ủa sao lạ quá, nó có một cái cục ở ngoài thì ra là cái cục đó đang đưa ra vô rồi chứ các bạn. Còn là cẩu những thứ nặng bắt vô thì các bạn ơi. Thì ở trong cái video mình có nói thì không đúng hoặc sai sót, mọi người bỏ qua hoặc góp ý cho mình nha. Tại vì đây cũng là lần đầu cũng như là mình gặp trực tiếp ở ngoài á, nên mình không biết cách thức hoạt động cũng như lúc đầu hồi nãy mình nói. Lưỡi hái cực kỳ bén. Thế mà để lái chiếc này mình thấy cũng nhàn các bạn, không có cực nhiều. Ở trên cái cổng dây cáp đó các bạn, mình thấy có một cái dấu là ảnh sẽ cột đây, dấu các bạn. Đây là dừng nha. Đây là cái dấu để tài xế anh lái là tới mức đó là biết mức dừng các bạn.
chút xíu lại nó hết nửa chừng rồi mình nói bằng cách nào anh? À nó có ghim hả? Dạ. Chắc không đủ rồi, cái thứ hai bắt buộc phải nói rồi. Đây, cái này anh sẽ nói ha, nó bị hụt các bạn. Thì có một cái cuộn cáp rất là to và sử dụng là hệ thống thủy lực từ ở trong cái xe đi ra hết các bạn. Đi thì mọi người thấy nè, chiếc xe này nó tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái ti, nội dàn giữa thôi là 3 cái ti các bạn. Tiếp thiệt xe này mà nếu mà còn nguyên hình dạng mà chiếc xe cuốc mà mình không biết là làm ở đâu, chắc là mình nghĩ là làm ở trên mỏ đá hoặc là những cái công trình lớn hoặc là đi phá núi, cái chỗ mà thường thường ta lấy đá các bạn. Chỉ có mấy anh này thôi, bởi vì quá khủng rồi. Xuống vậy là bắt buộc phải thêm một miếng thiết nha. Mọi người thấy thì mỗi một cái thì một miếng xuống dưới, cái miếng nó có chắc mình nghĩ có tác dụng là dẹt lỗ các bạn, mình không biết đúng không nữa. Quen tay mới được các bạn. Cục mà nhỏ nhỏ nó xây xây mà mọi người vừa xem đó ha, là cái cục đó là nó truyền tín hiệu bao nhiêu mét vô cái máy tính ở trên chỗ mà anh Hồ anh đang lái các bạn. Dạ như nó tan tính một cái mét xuống dưới lòng đất á. Rồi thêm nữa là nãy em cột cái cọng dây, cái chỗ cọng dây cáp thì hai cái khoảng chừng đó nó tương đương nhau là được. Trên đó thì anh có gắn cái lắp cớp trên đó để mình đi lên xem nha. À đây là cái số anh đang kéo lên. Cầm xuống thì cái số sẽ lên cao đó các bạn. Nó tối thấy không? Dạ thấy anh. Hình như
là cái cảm biến ra cái mét này là nằm ở trên đó, nó có cái trụ quay đúng không anh? Dạ đúng rồi. Dạ vậy hồi nãy mình nói cũng đúng rồi các bạn. Còn cái chấm đỏ này là giống như bản chấm công nha, cái nào rồi thì nó nổi lên. À, đúng rồi, đúng rồi, cái nào mà đỏ là cấm rồi á. Dạ. Còn xanh là chưa. Dạ dạ. Xanh là đang chuẩn bị, đỏ là rồi, còn màu xám là chưa. Giống như ông lẽ giùm đi điếm cọc thì cái này là... cái liếm cọc vậy, cái xám thì là cái lập trình của nó là cái bao nhiêu tim. Dạ dạ. Không phải là cơ đâu các bạn, mà phải có máy móc rồi máy tính rồi nó tính tùm lum hết trơn. Như các bạn thấy á, khoan là mười mấy 20 mét đất ở dưới, mà đất nó như thế này thì các bạn nó rất là mềm dẻo luôn. Thì cho nên nó là phải sử dụng cái công nghệ gì mà gọi là chống thấm này nữa các bạn. À, nó mới đạt được theo như những cái dụng đất khác á, khoan tầm mười mấy cho 20 mét này á, là không phải sắt đất này, mà nó dạng như đất sét sét á, đất nó cực kỳ là dẻo, nó rất là cứng á. Còn đây thì đất nó giống như là sình non các bạn, nên thì nó không thể nào mà chắc được. Đây. Đúng là những cái công nghệ mà mình không thể nào mà tưởng tượng được. Đây là một cái góc nhìn mà phải nói là cực kỳ lịch lãm của một cái chiếc là Solar 450 các bạn. Tiếc quá là cái mặt trời nằm hướng bên kia. Nếu như nằm mấy bên đây thì nó sẽ chiếu sáng qua, thì có lẽ rằng là một hình ảnh rất là đẹp gửi đến các bạn luôn. Nó vừa đẹp, vừa ngầu mà vừa lạ. Lạ là lạ đối với mình nha. Thì nãy giờ mình leo lên trên cho ảnh á, mình nói chuyện với ảnh á, ảnh chia sẻ là cái chiếc này làm việc một ngày chạy với cái mức ga này nha là tiêu thụ khoảng 13 canh dầu, cực kỳ là khủng. Và động cơ trên đó là một con Mitsubishi 8DC11 các bạn. Hôm bữa thì mình quay là 8DC C9 nó nhỏ hơn một tắc 35 thôi, con này chắc có tắc gửi quá. Cái này là mình nói thì nói cho vừa dạng cà gỡn, vừa không phải cà gỡn. Có cà gỡn thì giống như mình không có tôn trọng người xem video của mình, phải nói là mình nói vui để cho mọi người vui vẻ thôi. Và kích thước trong máy mà mình phải chi mình là một người thợ chuyên nghiệp thì có lẽ là mình sẽ nói chính xác 100%. Còn này thì mình dạng đoán các dạng con số kế tiếp thôi, giống như là 8DC9 thì là một tắc 35, thì ví dụ 8DC11 thì mình cho là tắc bữa gì đó, mình nói chung chung. Phải chi mình là một người review máy và bán máy á, thì mình có lẽ là phải nói là chính xác 100% được. Còn cái này là mình review vlog chia sẻ đến tất cả mọi người xem cái hành trình cũng như cũng một cái quá trình của một cái thiết bị nào đó, một cái máy móc nào đó làm việc hơn cho các bạn, không thể nào nói chính xác được. Thì cái vấn đề đó mình mong rằng tất cả các bạn và mọi người cũng như cô chú anh chị bỏ qua giúp mình, và những gì mình sai sót thì mọi người có thông cảm cho mình thì hãy bình luận xuống phần bình luận góp ý cho mình để mình học hỏi thêm kiến thức, và mình sẽ trao dồi lại gửi đến tất cả mọi người trong những video sau mình nói sẽ rành mạch hơn và chính xác hơn nha. Thì thật sự bây giờ cái điện thoại của mình nó nóng như cục lửa luôn, mà nó tới hù luôn các bạn. Không biết là hình ảnh nó quay lại được thì nó còn sáng hay là nó có hù luôn không nữa. Xây dựng rồi đó, người ta ra bản vẽ đó các bạn, đánh dấu đây. Thì bây giờ là chỉ việc là đèn cái dấu thôi. Quá xa cái xe này quá rồi. Một ngày tiêu thụ 13 canh dầu, 360 lít đa số là những cái ống này có bạn thì chắc mình nghĩ là cũng nhập từ Trung Quốc về, hoặc là Việt Nam chăng nữa thì cũng là nhà máy gì kia. Nè. Cái này là nó đủ hết hồn.
vỏ xe đó các bạn, mấy anh chế vô thêm là để có tác dụng là nó không có bị sình nó lên trên cái ống ha, giống như nó tuốt ba cái sình ở dưới ra. Mọi người xem ha, khi mình kéo lên để cho ba cái sình nó không vô cái ống ở bên trên đó, nó sẽ bị xét. Nói về xe cuốc thì cái kênh mình từ cái ngày mình tạo cho đến bây giờ thì cái chiếc này nó là bự nhất trên kênh mình nha, thì có thể là sẽ còn cái chiếc nó bự hơn cái này rất là nhiều nha. Và mọi người đang xem động phim của mình á thì cũng thấy những cái đầu xe khác bự gấp, có thể là gấp đôi chiếc này và gấp ba chiếc này, nhưng mình đang nói là cá nhân của mình là chiếc này là to nhất từ trước tới giờ mình thấy. Thì mình có nói gì đó thì có ấy thì mọi người cũng thông cảm với mình nha. Cái vàng này thì nặng rất là kinh khủng các bạn. Tuy rằng mọi người nghe cái tiếng máy trên đó nó rất là nhỏ nhưng thật sự không phải nha. Chạy chắc khoảng theo như mình nghĩ á, khoảng 6-70% ga đó các bạn, chứ không nhỏ đâu. Tại vì nó có hai cái bô ấm rồi, cho nên là mình nghe nó rất là nhỏ. Ở phần giữa này nè, mình nghĩ rằng cắt cái chân giữa là được độ thêm nha, không phải là chân viên đâu, đó là được độ thêm rồi. Nếu mà xe cuốc á, thì mình nghĩ rằng là không cần cái chân giữa đó, nhưng mà lý do là mang cái dàn chân này nó quá trời cao đi, với lại là nó cực kỳ là nặng. Cái chiều nặng, cái sức nặng á, thì mình không nói, nhưng mà cái quan trọng là cái chiều dài nó dài quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái xe cuốc. Và ở phía sau xe cuốc nó có một khoảng trống rất là dài, không biết là nói dài ra thêm hay là nguyên bản của cái chiếc Solar 450 này nó như vậy. Mọi người hãy góp ý cho mình trong phần bình luận thêm cái vấn đề này nữa nha các bạn. Tại vì mình thấy nó không có được tâm xứng mà phải nói dài ra thêm đó, cho nó giữ đấu trọng với cái cẩu phía trước thì phải. Sớm giờ từ lúc mình quay giờ thì máy ảnh đi cũng hơi khá là nhiều cái cuộn dây rồi, cuộn ống rồi ha. Thời tiết thì cũng có mưa nhưng mà chẳng oi bức, cực kỳ là nắng nóng luôn các bạn. Máy ảnh này mà nếu mà làm quen tay được như vậy ha, thì mình nghĩ rằng chắc cũng nhiều năm trong nghề đó các bạn mới nhanh được vậy. Nhất là những cái thao tác mà nhét cái miếng nhôm vô á, để mình quay cận cảnh cho mọi người coi nè. Cái miếng nhôm đó, nếu mà rút tay không kịp thì đôi khi nó cũng có nguy hiểm các bạn. Miếng này nè, đó, thấy không? Nếu mà không nhanh tay thì cũng không được. Mấy cái miếng này là Việt Nam sản xuất nha, đó là hàng Made in Việt Nam nha.
Ủa cái cuồng này cỡ nhiêu ký anh? 25 ký hả? Cái mà nhẹ lắm, bạn tưởng nó nặng á, ai gì đó, cái mà hiu à. Cái này mà không có cái vỏ xe đó các sình mình nghĩ lên tới trên kia luôn á. Miếng mà để chặn ở dưới các bạn, để khi mà rút cái cây lên đó, nó không có lôi cái ống lên nha. Còn đây là cái máy cái gì, không phải cái máy bấm ghim, ghim giống như các bạn ủi các bạn nhìn như các bạn ủi nha. Thank you.
đây thì giờ hiện tại trời nắng quá trời luôn, mà ở phía sau thì mây đen cuồn cuộn á. Và ở bên đây thì đang mưa xối xả luôn. Đúng là thời tiết mùa này thì muốn mưa thì mưa, muốn nắng thì nắng à. Rồi có lẽ video mình xin tạm dừng tại đây nha các bạn. Thì quay tới quay lui thì mấy ảnh cũng làm tới làm lui, có mấy cái động tác đó thôi, nhưng mà thật sự thì rất là lạ đối với mình. Và video này mình xin gửi đến mọi người cũng như các bạn nào chưa thấy cái này hoạt động như thế nào thôi nha. Nếu anh chị nào cũng như mọi người nào có thấy cái này rồi hoặc là hiểu các nguyên lý thì mình có nói sai thì mọi người hãy góp ý cho mình trong phần bình luận, còn không thì có thể bỏ qua video của mình. Mong rằng mọi người các bạn đừng có la mắng mình nhiều quá. Thật sự thì chủ đề này mình thật sự là mình đang cố gắng nỗ lực hết sức để mà gửi đến tất cả mọi người xem một cái video thật là trọn vẹn nhất luôn á. Thì mình xin tạm dừng tại đây. Qua video này, mọi người nào mà có muốn thi công công trình hoặc là làm những cái này nè thì hãy gọi số điện thoại mình để trên màn hình gặp anh Hồ nha. Số điện thoại này mình sẽ để trên màn hình thôi, nhưng mình không có thuộc, mình không có thể đọc gửi đến tất cả mọi người được. Rồi, chào tạm biệt tất cả các bạn nha.